Xin chào tất cả các bạn, các anh các chị đang theo dõi kênh YouTube của Gốm Nhật Đẹp Lạ nhá. Hôm nay em xin quay một số chiếc bàn ủi không dây bên sếp em có nha. Bàn ủi này là bàn ủi hơi nước không dây nhá. Các bác cắm điện vào đây là cái ổ này nó sẽ sạc điện làm nóng cái bàn này lên nhá. Các bác đổ nước vào đây này. Bàn là này thì có ưu điểm là gọn nhẹ nhá, dễ sử dụng và rất là tiết kiệm điện nhá. Bàn là của Nhật dùng điện 110 nên là các bác phải có bộ chuyển nguồn nhá. Đầu tiên sẽ là một cái bàn là màu xanh trắng của nhãn hiệu National nhá. National Nhật Bản các bác. Còn rất là tốt. Dây của nó đây nha các bác, chỉ phải cắm dây thì mình dùng nha. Đây. Thế này em xin giao lưu với các bác giá 300 nha. Bác nào thích thì chốt cho em mã số A1 nha, 300.000. Cho em cái bút với anh. Em có bút, không có bút đây. A1 300. Rồi, bút bi. Chiếc này, chiếc thứ hai to hơn chiếc thứ nhất một chút nha các bác. Màu này là màu kem trắng, cũng cùng hãng luôn, National. Đây nha các bác, rất là tiện sử dụng đây. Bác cho vào đây, gà vào đây, đây hơi nước nó sẽ cho vào đây các bác, là rất là tiện dụng nha, còn rất là đẹp luôn, nhẹ nhàng sử dụng, mang đi đâu làm cũng được. Bác chỉ cần làm nóng lên thôi, sau đó mình mang chạy khắp nhà làm cũng được, rất là tiện dụng. Thế này em xin giao lưu giá 320 nha các bác, 320.000. Bác nào thích cho em mượn cái bút bi anh, 320.000. Bác nào thích thì chốt cho em mã A2 nha. A2. Đây là A1 này, 300 này. Theo số điện thoại Zalo 0977189 nha các bác. Hàng của Nhật nhá. A2 320. Hôm nay em về nó có 3 chiếc rồi các bác. Nó có cái trục bảo vệ nhá. Khi nào các bác dùng xong các bác chụp lại đậy lại cất đi nhá. Rất là tiện dùng luôn. Đấy. Dễ sử dụng. Nhẹ nhàng. Không bị vướng víu. Còn tiếp theo chiếc bàn là cái này, chiếc cuối cùng nhá, màu của nó là màu xanh xanh, cái này của hãng Sanyo nhá các bác. Sanyo đây, ở đây đây như này, màu xanh như này nhá các bác. Đây, các bác chỉ phải cắm điện vào đây, hàng của Nhật nhá, sử dụng điện 110V hết các bác nhá. Điện chiếc này em xin giao lưu các bác giá 320.000 luôn. Bác nào thích thì chốt cho em mã số A3 nhá. Em đã giữ lại một chiếc, em về được 5 chiếc. Em đã giữ lại một chiếc nhà em sử dụng và bán một chiếc 320.000 luôn nha. Mã A3. Bác nào thích thì chốt cho em mã A3 theo số điện thoại Zalo 0476771189 nhá.